Nhiều thương vụ mua bán chuyển nhượng những giò lan được niêm yết giá kỷ lục gây chấn động dư luận. Trong buổi giao dịch cuối tháng 12 năm 2020, ở Hòa Bình có xuất hiện một số loài lan đột biến quý như năm cánh Pleiku, năm cánh cờ đỏ, năm cánh trắng đại cát, thảo chi và hồng trương chi. Dù nhà vườn không tiết lộ giá trị toàn bộ thương vụ, nhưng một trong những người chơi lan đột biến nổi tiếng cho biết giá trị của dàn lan quý này lên tới 200 tỷ đồng. Một số ghi kiến khác cho rằng với chừng 14 triệu lan thì hoàn toàn có thể đạt giá trị tới 200 tỷ đồng. Song cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là giao dịch giữa các nhà vườn nên việc đề giá và giá trị thực của các triệu lan rất khó xác thực. Những ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục tăng, nhiều nơi đã chạm mốc 85.000 đồng một kg. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hiện các trang trại hộ chăn nuôi đang tập trung tái đàn, nguồn cung thịt lợn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ ổn định. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn cảnh báo việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan về và chuyển đi Trung Quốc, trong đó có cả lợn ở trong nước. Do đó cần kiểm soát tốt việc này mới chủ động hoàn toàn được thực phẩm trong nước, mới cân đối được cung cầu nhất là trong dịp Tết. Dự báo trong năm 2021, nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm thì khả năng lạm phát sẽ trong khoảng 3,3%. Nếu dịch bệnh được khống chế sớm, kinh tế thế giới phục hồi tốt thì khả năng lạm phát có thể là 3,8%. Để có thể giữ được tốc độ tăng chỉ số CPI ở mức dưới 4% trong năm 2021 như chỉ tiêu của quốc hội là một mục tiêu khó khăn. Để đảm bảo mục tiêu này thì chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 bùng phát trở lại và phòng ngừa dịch bệnh sẽ là tiền đề tốt cho ổn định sản xuất, ổn định thị trường, bình ổn giá cả các mặt hàng.